Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Hãy xem những phản ứng của khán giả khi chứng kiến siêu phẩm được ghi. Đã được chứng kiến nhiều siêu phẩm của Ronaldo, nhưng lần này huấn luyện viên Zidane không khỏi ngạc nhiên sau khi Ronaldo làm tung lưới đối thủ bằng một siêu phẩm ngã bàn đèn, khiến ông thầy người Pháp lộ rõ vẻ bối rối. Vẫn là cái miệng há hốc, vẻ mặt ngơ ngác, chiến lược gia người Pháp liên tục sờ chán và vẫy tay tỏ rõ vẻ bối rối. Có lẽ chính Jesus cũng không ngờ rằng Ronaldo lại lập một siêu phẩm đẹp mắt đến vậy. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những phản ứng siêu hài hước của các huấn luyện viên hay cầu thủ khi chứng kiến siêu phẩm được ghi. Hãy cùng Mr. Zero xem qua ở clip dưới đây nhé. Nếu thấy clip này hay thì hãy like, share, subscribe, nhấn vào chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ bên mình nhé. Xin chào. Lạy Chúa trên cao. Một cộng một là hai, hai nhân hai là bốn. Sau khi Ronaldo làm tung lưới đối thủ bằng một siêu phẩm ngã bàn đèn, khiến cho huấn luyện viên Zinedine Zidane lộ rõ vẻ mặt bối rối. Đã được chứng kiến nhiều siêu phẩm của Ronaldo, nhưng lần này, ông thầy người Pháp không khỏi ngạc nhiên, vẫn là cái miệng há hốc, vẻ mặt ngơ ngác, cựu sao Real liên tục sờ trán và vẫy tay, tỏ rõ vẻ bối rối. Có lẽ, chính Jesus cũng không ngờ rằng Ronaldo lại lập một siêu phẩm đẹp mắt đến như vậy. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những phản ứng siêu hài hước của các huấn luyện viên hay cầu thủ khi chứng kiến siêu phẩm được ghi. Hãy cùng Mr. Zero xem qua clip dưới đây nhé! Cú tung móc theo kiểu xe đạp chống ngược của Wayne Rooney vào lưới Man City năm 2011 được xem như là bàn thắng đẹp nhất của MU trong lịch sử Premier League. Quả thật, đến cá nhân tôi khi xem pha ghi bàn này cũng phải sởn gai ốc, huống gì là huấn luyện viên Alex Ferguson. Mắt chữ A, mồm chữ O là có thật. Huấn luyện viên tỏ ra rất bất ngờ trước pha ghi bàn của Rooney, rồi thốt lên câu nói quen thuộc: "Chúa ơi, không thể tin nổi, tôi không thể tin được đó là sự thật." Cả thế giới tốt cầu từng phát cuồng với siêu phẩm xe đạp chống ngược của Ronaldo ở tứ kết lượt đi Champions League năm 2017-2018, và để thực hiện bàn thắng tuyệt đẹp ấy, anh bảy nhà ta đã bật cao tới 2,3m. Xe đạp chống ngược, bicycle kick, được xem là một trong những kỹ năng khó nhất trong bóng đá bởi nó đòi hỏi kỹ thuật, khả năng chọn vị trí cũng như cảm xúc của người thực hiện đều phải thăng hoa cùng một thời điểm. Nhưng CR7 đã làm được. Phản ứng trước siêu phẩm của cậu học trò, huấn luyện viên Zinedine Zidane há hốc mồm, sờ trán và liên tục vẫy tay, lộ rõ sự kinh ngạc. Trên khán đài, nhiều cổ động viên Juventus không thể ngồi im trước tuyệt tác, họ đứng dậy vỗ tay thán phục Ronaldo, bất chấp đội nhà vừa thủng lưới. Đáp lại tình cảm, cổ động viên chủ nhà Ronaldo chắp hai tay trước ngực, bày tỏ sự biết ơn. Một pha dứt điểm hoàn hảo của Nemanja Matić ở cự ly 30m. Trên khán đài lúc này, tất cả cổ động viên có vẻ rất sốc sau khi chứng kiến pha sút xa cực phẩm từ Matić. "Chúa ơi, không, không thể!" là một câu nói liên tục được các cổ động viên trầm trồ trong sự sung sướng. Tại lượt cuối bảng D, vòng bảng World Cup năm 2018, phút thứ 14, Messi nhận bóng gọn gàng từ đồng đội và tung ra pha dứt điểm đẳng cấp mở tỷ số trong trận đấu giữa Argentina và Nigeria. Trên khán đài, tất cả mọi người đều vui mừng, đặc biệt là với Maradona. Ông đứng dậy, bước ra gần lan can, tay ông dang rộng trước khi bắt chéo chúng trước ngực. Rồi Maradona đảo mắt, trợn ngược lên như thể đang phê thuốc. Phải chăng, ông đang quá đau lòng khi Messi đã phá vỡ các kỷ lục có ở World Cup của ông? Ngôi sao xứ Wales đã thực hiện pha ngã bàn đèn trong sự bất lực của hàng phòng ngự Liverpool. Huấn luyện viên Zinedine Zidane đã vô cùng ngạc nhiên với cái miệng há hốc, vẻ mặt ngơ ngác, chiến lược gia người Pháp liên tục sờ trán và vẫy tay tỏ vẻ bối rối. Bàn thắng càng có ý nghĩa hơn khi được ghi trong một trận chung kết Champions League. Siêu phẩm của Bale hoàn toàn có thể sánh vai, thậm chí là vượt qua cú volley cháy lưới Leverkusen của Zidane ở trận chung kết Champions League năm 2002. Không chỉ có Zidane, ngay đến cả Cristiano Ronaldo cũng phải trầm trồ trước siêu phẩm của đồng đội.
Sau khi ăn mừng bàn thắng và trở về phần sân nhà, CR7 dừng lại trong khoảnh khắc để chiêm ngưỡng bàn thắng của Bale với vẻ mặt vô cùng thích thú. Trận El Clasico từng được coi là sân khấu trình diễn của cả hai ngôi sao sáng nhất là Cristiano Ronaldo và Messi. Sau khi Messi ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ, Cristiano Ronaldo đã nổi giận, đá nắp chai nước, gương mặt đỏ gay, vùng vằng, thể hiện rõ sự bực tức. Siêu sao Real rất thất vọng khi anh và các đồng đội không giữ được tỷ số hòa để thua một cách tiếc nuối. Dính chấn thương ở trận đấu gặp Strasbourg tại League 1 hồi cuối tháng 1, Neymar phải nghỉ thi đấu đến 10 tuần để bình phục. Không thể ra sân, nhưng ngôi sao người Brazil vẫn ở nhà cùng cha và vài người bạn cổ vũ PSG thông qua màn ảnh nhỏ. Khi Mbappe ghi bàn, cựu tiền đạo Barca dường như đã quên đi đau đớn và nhảy lên khá cao, thậm chí còn bắt chước kiểu ăn mừng của người đồng đội sinh năm 1998. Thắng PSG 6-1, đồng thời đoạt vé vào vòng tiếp theo tại Champions League năm 2016-2017. Tất nhiên, ngôi sao sáng nhất và được chú ý nhất trong trận đấu không ai khác chính là cầu thủ người Argentina, Messi. Kết thúc trận đấu, Messi đã ăn mừng chiến thắng điên cuồng cùng các cổ động viên, lao thẳng về phía hàng rào khán đài, hò hét giữa vòng vây của người hâm mộ và các đồng đội trong anh như là một vị tướng thắng trận trở về. Cùng lúc ấy, trong hậu trường của các bình luận viên, Rio Ferdinand và Gerard đã hò hét như điên sau bàn thắng quyết định của Barca. Bàn thắng ở những giây cuối cùng của Sergio Roberto đã chạm đến cảm xúc của tất cả những người yêu bóng đá. Nếu như bình luận viên gào thét đến khàn cổ, thì những danh thủ như Rio Ferdinand và Steven Gerrard cũng sướng đến tê người, như thể họ đang đứng trên sân Nou Camp. Sau khi trung vệ Jose Jimenez ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 vào lưới Juventus, giúp Atlético Madrid giành chiến thắng tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Chung vui với các học trò cũng như các cổ động viên, huấn luyện viên Simeone đã ăn mừng cuồng nhiệt bên ngoài sân bằng cách để tay vào vùng dưới thắt lưng và hò hét hướng về phía cổ động viên. Nhưng mà vui thôi, đừng vui quá ngài Simeone ơi. Chứng kiến phạt ghi bàn của học trò, huấn luyện viên Pep Guardiola dường như không thể nói thành lời, vẫn là hành động xoa đầu thường thấy, nụ cười mỉm trên môi nhưng có vẻ như ông vẫn chưa tin đó là sự thật. Khi Lucas Moura ghi bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng giúp Tottenham giành vé chung kết Champions League, ông Glenn Hoddle đã cùng với Rio Ferdinand đã có màn ăn mừng hết sức kích động và mạo hiểm. Vì mới trải qua một cuộc phẫu thuật tim nên sự vui mừng quá đà của Glenn đã khiến người hâm mộ lo ngại cho sức khỏe của ông. Vẫn là Pep Guardiola, nhưng lần này ông theo dõi học trò cũ trên băng ghế khán giả. Nhìn kỹ thuật và đường dẫn bóng của Messi, ông phải há hốc mồm và tỏ ra vô cùng hồi hộp. Phút 33 của trận đấu giữa Real Madrid và Fiorentina trên cúp Bernabeu khi mà Cristiano Ronaldo lập một siêu phẩm nã đại pháo tung lưới đội bóng nước Ý, Marcelo trên băng ghế dự bị đã phản ứng khá hài hước. Hậu vệ người Brazil cùng với Casemiro chỉ biết ngồi cười và dụi mắt liên hồi vì chẳng tin vào những gì mà mình vừa chứng kiến. Chứng kiến bàn thắng may mắn nhưng rất quan trọng của cầu học trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có màn ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt khi ông chạy thẳng từ đường biên vào sân, ôm chầm lấy thủ thành Alisson trong sự vui sướng. Khi mà trọng tài vẫn chưa thổi hồi còi mãn cuộc, hành động của ông đã bị nhiều người chỉ trích là thiếu tôn trọng Everton. Messi một lần nữa chứng minh anh không phải là người thường khi ghi bàn sau một pha dứt điểm siêu nhạy cảm trước Real Betis. Kết thúc trận đấu, thủ môn Paulo Real Betis nhìn Messi với ánh mắt đầy sợ hãi, trong khi đó, những cổ động viên nổi tiếng nhiệt thành của Real Betis đồng thời đứng dậy, cúi chào và hô vang Messi.
Ngay cả huấn luyện viên Quique Setién của Real Betis cũng dành những lời khen ngợi cho Messi. Ông Quique Setién cho biết cảm thấy vinh dự khi được làm việc cùng thời đại với Ebuga. Tôi thật sự thích việc các cổ động viên của chúng tôi thể hiện sự tán thưởng cho một cầu thủ tuyệt vời, dù ngày hôm nay Messi đã khiến Real Betis phải khốn khổ. Does perfect even mean? Is there even such a... Sau pha ghi bàn tuyệt vời của Liverpool, John Aldridge đã không giữ được bình tĩnh trong phòng bình luận ở trận bán kết Champions League tại Anfield. John Aldridge đã đặt cược niềm tin vào các bàn thắng trong màu áo đỏ của Liverpool, cũng vì thế mà mức độ phấn khích của ông liên tục được nâng lên qua những bàn thắng của Liverpool. Với bình luận viên chính Stephen, Aldridge thực sự đã hâm nóng trận đấu tuyệt vời trên chảo lửa Anfield ngày hôm đó. Các bạn ấn tượng về sản phẩm nào? Hãy để lại bình luận phía bên dưới và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe để theo dõi được những video mới nhất đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.